nếu võ năm 2019 dễ nhất là điều gì? Xin thưa rằng, là nổi tiếng mà không hiểu gì sao mình nổi tiếng. Cơ hội để tin trở nên tỏa sáng và được nhiều người trở nên biết đến bỗng dễ dàng hơn bao giờ hết. Cùng tưởng tượng như này nhé. Một ngày đẹp trời, bạn chợt nổi hứng ma cút sương sương để đi học. Trong giờ học văn bạn thiên thiên ngủ gật thì con bạn ngồi cạnh bỗng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thần sầu ấy rồi đăng lên mạng xã hội. Chút may mắn cộng với chút nhan sắc mỹ miều thừa hưởng từ ông bà bô bỗng chốc bạn có thể nổi như cồn khắp mạng xã hội. Trong lúc bạn vẫn còn gà gật ở lớp thì ngoài kia, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đang nhanh tay tìm kiếm tất cả mọi thông tin, lùng sục từng tấm ảnh của bạn rồi bàn luận. Thế là bạn nổi tiếng, easy. Sự nổi tiếng là vậy đó, chợt đến và cũng chợt đi lúc nào mình không thể kiểm soát được. Đã có quá nhiều gương mặt nổi danh chỉ nhờ một tấm ảnh hay một video dễ thương, trong đó tất nhiên không thể thiếu những bạn còn đang đi học cấp 2, cấp 3. Thế nhưng quá nổi tiếng khi còn đang đi học chưa hẳn là một điều gì đó tích cực. Liệu đằng sau cuộc sống của các tin được nhiều người quan tâm có hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ? Cốc cốc cốc, tôi là vị thần nổi tiếng đây. Bạn đã được chọn. Nhớ lại một chút mùa khai giảng vừa qua, bên cạnh hình ảnh các nữ sinh xinh đẹp trong tà áo dài trắng được đăng tải ngập tràn trên mạng xã hội, dân tình được biết đến một cô Mỹ hát hay nhảy đẹp khi cô gieo lại bài hát Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Trầy Linh. Nữ sinh Thái Nguyên Bùi Thị Lan chính là cô Mỹ bất ngờ nổi danh gần xa ấy. Những hình ảnh về tiết mục cô gieo của nữ sinh này đã thu hút gần 30.000 lượt tương tác và hàng nghìn lượt share chỉ sau một tiếng đồng hồ. Facebook của Lan nổ follower và một tai nạn đã xảy ra, cô Mỹ bị bay nít luôn. Hay một trường hợp khác về cô bạn Nguyễn Thị Lan Hương, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Yên Lãng, Hà Nội. Lan Hương chia sẻ, mình còn không biết lý do tại sao mình được nhiều người quan tâm đến như vậy. Mình chỉ đơn giản là quay một video nhạc trên ứng dụng và đăng tải lên rồi sau đó khá bất ngờ khi được nhiều người chú ý. Cô bạn sở hữu kha khá lượt theo dõi ở trên Instagram. Ảnh Ezikarila. Nụ cười tỏa sáng là thế mạnh cực lớn của cô bạn này. Sự nổi tiếng đã mang lại cho Lan Hương nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Đã, đang và sẽ còn nhiều tin may mắn được vị thần nổi tiếng gõ cửa chỉ nhờ một tấm hình, một video và hay đôi khi chỉ là câu nói. Và sau một đêm thành danh ấy, cuộc sống của bạn chợt được nhiều người biết đến, đi giữa sân trường cũng có nhiều người ngoảnh lại ngắm bạn kỹ hơn, mỗi hành động, cử chỉ và lời nói của bạn cũng phải hết sức thận trọng hơn, nhưng liệu đó có phải là tất cả khi bạn nổi tiếng? Dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc trở nên nổi tiếng đó là việc tin được hay bị dân mạng truy lùng info trên khắp các mặt trận, cùng với đó sự tăng lên dùng dục của lượt like, comment và follow trên trang cá nhân. Nguyễn Thị Trà Giang đến từ đã có được trải nghiệm thú vị này. Cô bạn được nhiều người biết đến khi hình ảnh và video của mình xuất hiện trên các hội nhóm gái sinh trường học. Gần như ngay lập tức Trà Giang đã được đông đảo cư dân mạng để ý và truy tìm info, nhờ vậy mà lượt tương tác đạt được rất cao. Bỗng dưng từ một cô gái bình thường không ai biết đến, Trà Giang cảm thấy mình thật sự là một người quan trọng, đặc biệt trong mắt cộng đồng. Giới tin, còn gì sướng bằng việc được người khác công nhận và khen ngợi, như y đồng ý. Hình ảnh được yêu thích của Trà Giang trên. Trà Giang nhận được vô vàn bình luận với thông tin còn không quên kèm theo lời khen. Việc được người khác quan tâm sát sao sẽ khiến tin cảm thấy thích thú, hứng khởi. Nổi tiếng trong một nhóm người cũng mở ra nhiều cơ hội tốt cho bạn, ví dụ như được nhiều nhãn hàng, số quần áo lớn nhỏ tìm đến để quảng cáo, trở thành người mẫu ảnh lúc lúc, thường xuyên được xuất hiện trên các trang mạng lớn và hơn thế nữa có thể tự tạo được thương hiệu cho riêng mình. Về chuyện tin được gì khi nổi tiếng thì phải nghe Hoàng Lính kể chuyện. Cô bạn đang theo học ở một trường nội trú và nổi bật trên Instagram nhờ gương mặt xinh xắn. Thời gian của Hoàng Lính dành cho việc mẫu lúc lúc khá eo hẹp. Chỉ khi cuối tuần về nhà cô bạn mới có thời gian để làm việc, còn trong tuần đều tập trung vào việc học. Mai Hà Hoàng Lính, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, là gương mặt khá quen thuộc của nhiều nhãn hàng quần áo lớn nhỏ.
thần thái, cá tính, ăn ảnh không ai nghĩ cô gái này vẫn còn đang trong lứa tuổi đi học. Tài khoản YouTube đạt nhiều lượt xem. Dù đang còn trong lứa tuổi học sinh nhưng nếu có thể kiếm ra tiền, tự chi trả vài khoản ăn uống, quần áo là một điều tốt khó mà phủ nhận. Miễn sao bạn đừng để ảnh hưởng nhiều đến việc học hành. Dừng. Sự nổi tiếng được ví danh như một con dao hai lưỡi bởi mặt xấu, thị phi mà nó mang lại không hề nhỏ. Sống chung với lời đồn và sự soi mói. Một trong những chiêu bài quen thuộc của cộng đồng mạng khi tên tuổi của ai đó trở nên viral đó là lục tung trang cá nhân của người đó để tìm ra những bức ảnh hoặc những dòng trạng thái đã được đăng cách đây vài năm rồi bắt đầu soi mói, bình luận. Ảnh quá khứ không lung linh như hiện tại sẽ bị cho là phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chỉnh ảnh sống ảo quá đà, hay những dòng ta tớt có phần hơi bốc đất năm nào cũng sẽ bị nói vào nói ra bàn luận đủ kiểu. Nữ sinh Triệu Diệt Hà sinh năm 2002 trường Trung học Phổ thông Mỹ Hào, chia sẻ từ khi bắt đầu được nhiều người biết đến bản thân đã phải đối mặt với không ít lời đồn. Triệu Diệt Hà thường xuyên phải đối mặt lời đồn phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là về cái mũi của mình chỉ vì sống mũi cao và thẳng. Triệu Diệt Hà thường xuyên phải đối mặt lời đồn về phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt là về cái mũi của mình chỉ vì sống mũi cao và thẳng. Cô nàng cũng thường xuyên làm mẫu ảnh và quảng cáo sản phẩm. Lúc nào cũng phải rón rén. Với một tài khoản xã hội có hàng trăm nghìn lượt theo dõi như vậy thì lúc muốn đăng cái gì đó lên hẳn cũng khiến tin sớm nổi tiếng phải suy nghĩ đau đầu. Rất nhiều người chia sẻ, họ phải hết sức cẩn thận trong mọi hoạt động dù là nhỏ nhất trên. Đôi khi chỉ đăng một dòng ta tớt đơn giản thôi mà cũng phải chỉnh sửa 7.749 lần, nếu như không muốn có người suy bụng ta ra bụng người hoặc vào soi. Chính tả. Những con số không nhỏ này có thể gây nhiều tác động lớn, nếu chẳng may tin có phát ngôn dạ miệng nào đó. Chịu nhiều định kiến từ bố mẹ, bạn bè và thầy cô. Nổi tiếng khi còn đang đi học khiến tin chịu nhiều định kiến từ bạn bè, thầy cô và bố mẹ. Như việc họ nhìn vào bạn và trề môi, nổi sớm quá còn học hành gì nữa. Mặt khác, khi trở nên quá đặc biệt trong một môi trường đồng đều, bình đẳng toàn là học sinh thì khả năng bị giám sát là rất lớn. Các bạn của mình cảm thấy rất thích thú và trêu đùa mình rất nhiều, đi đâu cũng có bạn gọi là idol này kia khiến mình vừa ngại vừa buồn cười. Cũng có nhiều bạn cẩn thận khuyên là nên cẩn trọng hơn trong mối quan hệ xã hội sau này và phải chú ý lời nói hành động hơn, chia sẻ của Lan Hương. Còn Hoàng Yến tâm sự, một số bạn gặp mình cũng có nhìn ngó, chỉ trỏ nói này nói nọ tốt cũng có mà xấu cũng không thiếu. Chúng ta cũng không bỏ qua việc nổi tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì bạn sẽ trở thành đối tượng quan tâm trọng điểm của thầy cô giáo nữa. Ví dụ như vì nổi ở trên mạng nên bạn lúc nào cũng trở thành đối tượng để giáo viên kiểm tra miệng thường xuyên, điểm số đôi khi cũng trở thành áp lực, cách ăn mặc rồi ma cút khi đi học cũng dễ bị soi nữa. Chưa kể, những tin đồn thất thiệt về bạn cũng khiến những người xung quanh suy nghĩ, để tâm. Bạn chỉ có một cái miệng, làm sao để đi giải thích hết với từng người rằng mình không phải như vậy đâu. Tạm kết. Điều gì cũng có ham mặt. Nhớ câu nói của Sơn Tùng mờ thành phố không, muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Trải qua những nỗi khổ mà ít người thấu này, mỗi bạn trẻ sẽ tìm ra một con đường riêng, thái độ sống riêng cho chính mình ở hiện tại và về sau này. Có người xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân bởi không phải tất cả đều ác ý, chắc chắn đâu đó vẫn còn người muốn quan tâm, bảo ban mình. Còn có người lựa chọn lờ đi tất cả, quan niệm rằng chỉ cần mình làm tốt việc của mình, biết quan tâm đến gia đình và bạn bè là được. Nỗi khổ đó hãy xem như là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này thôi. Và một chút nhắn nhủ đến dân tình, dù một người có là Wahil hay Wafa xe đi chăng nữa thì họ vẫn chỉ là những người bình thường như chúng ta thôi. Khi đánh giá, bàn luận về một người nào đó, hãy có một cái nhìn khách quan và bao dung hơn gì, cuộc sống mà, ai cũng đang đi tìm một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình mà thôi.